Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Nào mình ra video để chia sẻ cho anh em một cái thủ thuật xóa tin nhắn Messenger nhanh nhất nghe anh em. Rồi, không biết có anh em nào giống như mình không? Hiện tại tin nhắn trên Messenger là hơn 1.000 tin rồi nghe anh em. Để xóa từng cái chắc cũng phải nửa ngày. Mình đã tìm hiểu và đã có cách xóa được tin nhắn trong thời gian ngắn nhất nghe anh em. Mời anh em cùng theo dõi để khám phá cách mình xóa Messenger trên điện thoại di động. Hiện tại thì mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Nói thật là mình tìm mãi trên cái phần cài đặt Messenger, chẳng có cách nào để xóa một lần nhiều tin nhắn một lượt nghe anh em. Nếu anh em nào biết cách xóa trực tiếp trên Messenger, nhớ chia sẻ cho mình nghe anh em. Đây là cách cổ điển mà mình hay xóa nè. Rất là lâu, 1.000 tin nhắn chắc mất cũng nửa buổi. Rồi, cách này không được thì mình làm cách khác nghe anh em. Bây giờ anh em vào cửa hàng Search Play tải cho mình cái ứng dụng này. Giống y chang trong hình nghe anh em. Delete Message on Messenger Ask One. Rồi, cài đặt về máy cho mình. Cài đặt rồi anh em mở ứng dụng lên. Anh em chọn là Login with Facebook. Anh em bắt đầu đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình nghe anh em. Rồi, anh em chọn Agree. Đây là giao diện của ứng dụng nghe anh em. Anh em muốn xóa cái nào thì tích chọn vào cái đó là được. Anh em nhìn cái ô trên đây nè. Anh em chọn vào cái ô này tức là 20 cái tin nhắn Messenger được chọn. Ngoài 20 cái tin nhắn đó anh em cũng có thể chọn nhiều hơn ở phía dưới ở đây. Nếu anh em đã chọn tin nhắn cần xóa xong rồi, bây giờ anh em nhấn vào cái chỗ là Delete Conversation. Ứng dụng miễn phí nên hay quảng cáo nghe anh em. Anh em đợi hết quảng cáo. Xong rồi anh em nhấn vào dấu X ở đây. Anh em nhấn vào cái chữ Back. Vậy là xong. Video mình đã kết thúc rồi nghe anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.